đi 2 ngày 1 đêm. Mình mới mua cái xe đá này, thịt và các thứ vào đây để kéo đi cho nó nhanh. Rồi mình sẽ đi đón 2 người bạn nữa, mình mới lên đường nha. Áo. Áo đôi. Ok, hôm nay bọn mình sẽ đi một cái chuyến gì? Gọi là mini road trip. Thế. Bồ Long Kông. Nhân dịp break. Ngày mai chiều mới về mà. Chào đi nhanh lên. Chào đi mày, mình chưa chào. Hello. Ok, giới thiệu tên. Là Hailey. Trẻ trâu. Mày đi làm gì? Tao là Phát. Ok. First stop của bọn mình là đi mua đá để ướp lạnh cái thùng ở đằng sau cốp đựng đồ. Nếu mà đi thẳng từ Sydney đến Wollongong thì mình nghĩ là chỉ tốn chưa đến 1 tiếng đâu, nhưng mà bọn mình còn dừng chân ở 2 chỗ nữa để chơi trước khi đến thành phố của Wollongong, nên là mọi người cùng xem bọn mình đã đi đến đâu nhé. Điểm đến đầu tiên của bọn mình là Seacliff, nhưng mà tiếc một chỗ là bọn mình xem trên TikTok đúng cái này nhưng mà mình không nhớ, tại vì trên TikTok nó show là người ta leo lên một cái đỉnh đồi gì đấy xong rồi chụp xuống rất là đẹp, nhưng mà hôm mình đi là mình quên mất là trên TikTok là show cái đấy, thế là mình không đi được, không leo được cái núi đấy để chụp từ trên cao xuống rất là đẹp như thế này này. Give me 1 sec. Like, do you have to like press for like just the no, just press it. Like, it's gonna take a photo. One, two, three. I'm not sure it's working or not. Can you shake? The first step is and then turn right. Đây là second stop của tụi mình thôi. Hôm nay là Wollongong Wood Botanic Garden. Chúng ngu. Wow, forest không mọi người? Yeah. Mày hiểu không mọi người? Đang quay video mà. Nhìn cái đầu nó. Thì cái đầu nó nhỏ nhỏ đâu. Sau đấy thì bọn mình lái xe đến căn Airbnb mà bọn mình đã thuê để cất đồ và nghỉ một tí, tại vì sáng dậy sớm mệt quá. Hello mọi người. Biển tầm la tầm lư. Nhiều đồ. Chị nào ở đây?
Rất may là các anh Airbnb mà mình thuê lại rất gần biển đi, kiểu đi lái xe ra có 3 phút hay 5 phút thôi. Mà nó đẹp hơn mọi mình tưởng ấy, mình nhìn ảnh rất là xấu ấy, nhưng mà rất là đẹp, rất là may đi. Đây là gia tài của mình. Ê, có cái một hai ba bốn bánh trôi bánh lăn nhiều vãi. Đây đây là đi hai ngày một đêm, hai ngày một đêm mà tụi mình mua chạy mua. Cái này là gì? Xà lách. Cái này là gì? Tôm kỳ, tôm kỳ, kim chi. Bánh có thể là nốt kim nữa. Đây là cái này là gì không? Sườn. Sườn. Kéo shopping. Mày gì không biết? Ba chỉ. Ba chỉ. Mì tôm, bim bim. Nói là về nghỉ ngơi nhưng mà thời gian cũng gấp nên là bọn mình prep đồ để tối đi ăn nướng ở công viên luôn. Bao gạo, nấu cơm, nồi cơm mini. Điều mình rất thích ở Wollongong đó là người dân ở đây ấy, người ta rất là thích vận động thể thao như kiểu đi bộ, chạy thể dục hay là trẻ con người ta cũng cho ra ngoài chơi rất là nhiều ấy. Mình thấy cái chỗ nó nướng barbecue, tại vì mấy cái chỗ to to như này, đây như này mọi người nói nó chỉ là chỗ ăn thôi, còn đây bé mới là chỗ nướng, thì nghĩa là nó sẽ ở gần nhau, nướng ở bên bé xong rồi sang bên to. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu nha. Hôm nay mình quay quay, mình có thịt ba chỉ, có cái này là gì, bò thân bò ướp sốt, đây là keo A sharp rib, cái này là bò wagyu, wagyu kim chi, hảo chưa, salad. Yeah, I was just walking around the kitchen. Oh, yeah. Một hai ba, yeah. I'm not gonna have to bring this. Hello, I'm Nam. Mọi người thấy gió nào trong bóng tối? Thì một mình ăn no quá rồi như thế. Sao thì chả luôn hả? Sao thì chưa chưa có chừng hết. Thành quả của bọn mình đây, sao về để tối ăn mì vẫn còn thừa rau. Nhớ sạch hết. Đây sốt sốt sốt. Ê, hai bác cầm cái túi lên kéo. Đi 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 lên lại. Ố, mày quay hả? Bọn mình ăn xong bây giờ bọn mình sẽ đi. Bố lên. Ok, từ từ để em bụng lại thì em mở ra. I'm going to make a deduction calling us to lose money. Vừa dậy xong, bọn mình sẽ ăn mì Udon. Ủa này, mọi người mua cái sốt này nha. Nhẹ hơn lắm. Còn quá đôi thôi.
Sau khi trả Airbnb thì bọn mình đi đến hai cái lighthouse nổi nhất ở trên TikTok. Mình không biết gì hết, mình chỉ xem trên TikTok rồi mình đi theo thôi. Ở đây gần một cái biển rất là đẹp. Wow, đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Bọn mình sẽ đi. Ăn kem biết được view không mọi người? Ngon nhất. Kem bự. Tạm biệt. Kết thúc vlog tại đây. Bye bye đi bạn. Mọi người hãy like, share và subscribe trên kênh Em Chip Yêu nhé. Cảm ơn. Ok, bye bye. Cái chip xinh mà. Lòng. Bye bye. Đi qua kia đi. Tạm biệt. Xin cảm ơn. Bye bye.